Chị em ơi, lại là Ngọc đây. Nay Ngọc sẽ mang tới cho chị em những thông tin gì hấp dẫn? Cùng điểm tin luôn nhé. Cùng đến với những thông tin thời tiết đầu tiên trong ngày hôm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ sáng nay ngày 24 tháng 8, bão số 3 Maung đang ở trên khu vực phía đông bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 450 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km/giờ, giật cấp 14, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 170 km tính từ tâm bão. Dự báo mỗi giờ bão đi được khoảng 20 đến 25 km về hướng tây tây bắc. Đến 10 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão số 3 ở trên vùng biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 270 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến cấp 12, 103 đến 133 km/giờ, giật cấp 15. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, bão số 3 Maung nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào đất liền Trung Quốc. Dù không đổ bộ trực tiếp vào Việt Nam, nhưng hoàn lưu bão sẽ gây mưa to cho khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều ngày 25 tháng 8 đến đêm ngày 26 tháng 8. Dự báo ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm, Thanh Hóa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Tiếp nối là những thông tin khác. Theo thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu, chỉ trong khoảng từ chiều 23 tháng 8 đến sáng nay đã xảy ra 12 trận động đất ở huyện Con Plong, gây dư chấn dao động từ 2,5 đến 4,7 độ Richter. Trận đầu tiên độ lớn 4,7 gây rung chấn mạnh nhất ở Kon Tum từ trước tới nay liên quan động đất. Người dân các tỉnh lân cận như Quảng Nam, Gia Lai, Quảng Ngãi và Đà Nẵng cảm nhận được sự rung lắc. 11 trận sau có độ lớn từ 2,5 đến 2,9. Trận gần nhất xảy ra lúc 1 giờ 21 phút hôm nay, độ lớn 2,5 độ Richter. Các trận động đất khiến mái ngói của một hộ dân ở xã Đắc Rinh, huyện Con Plong đổ sập, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Trước tình hình này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi công điện yêu cầu các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam theo dõi đánh giá cụ thể thiệt hại, yêu cầu các ban ngành liên quan nghiên cứu làm rõ nguyên nhân và xây dựng biện pháp ứng phó. Năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum liên tiếp xảy ra các trận động đất, trong đó có trận động đất có độ lớn 4,5 độ Richter. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định động đất vừa xảy ra là động đất kích thích gây ra bởi hồ chứa nước khi các nhà máy thủy điện hoạt động làm tăng ứng suất, gây sức ép xuống lòng đất, dẫn tới xảy ra dịch trượt khiến động đất phát sinh. Chuyển sang một số thông tin khác, ngày 23 tháng 8, nhiều sản phụ phản ánh tới bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh, việc họ bị liên tục bị quấy rối qua điện thoại bởi các hãng sữa chăm sóc trẻ khi sinh. Các sản phụ cho rằng họ bị lộ thông tin cá nhân sau khi tới bệnh viện này sinh con. Một sản phụ nói với Tuổi Trẻ Online cho biết, ngay sau khi sinh con về, chị liền nhận được cuộc điện thoại từ số lạ xưng là của bệnh viện Từ Dũ chăm sóc sau sinh, giới thiệu các liệu trình cho mẹ và bé. Chị cho biết chỉ cung cấp mỗi số điện thoại và họ tên cho bệnh viện Từ Dũ nên cho rằng có thể có chuyện bán thông tin khách hàng. Trưa ngày 24 tháng 8, VNE dẫn lời Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ Trần Ngọc Hải cho biết, lãnh đạo bệnh viện nhìn nhận dữ liệu bệnh nhân là hồ sơ mật, có thể bị rò rỉ từ chia sẻ dịch vụ tiện ích, giao dịch online, khai báo thông tin khi nhận khuyến mại, vân vân. Đây là một sự cố về truyền thông. Ông Hải cũng cho biết, trong những thông tin bị lộ có cả thông tin ngày giờ sinh, bé trai hay bé gái, cân nặng bao nhiêu. Những thông tin này thường nằm trong tin nhắn bệnh viện gửi cho người nhà, thông báo khi trẻ chào đời. Theo ông Hải, trước đây ở khu vực người nhà chờ sản phụ đẻ có trang bị màn hình chạy thông tin mẹ con sản phụ. Sau đó bệnh viện phát hiện có một số người chụp lại thông tin này chưa rõ mục đích, nên bệnh viện không đăng thông tin lên màn hình nữa mà gửi tin nhắn SMS cho người nhà sau 5 đến 7 phút kể từ khi sản phụ vừa đẻ xong. Trước sự cố này, phía bệnh viện Từ Dũ cho biết đã quyết định cấp tốc mã hóa toàn bộ số thông tin của sản phụ trên hồ sơ bệnh án, bổ sung quy trình, phân quyền tiếp cận số liệu, hoàn thành trong vòng 12 giờ để ứng dụng ngay từ sáng nay chống mất cắp dữ liệu. Trước đây, những số liệu này của bệnh nhân được phân quyền cho bác sĩ trưởng khoa, nữ hộ sinh trưởng khoa, ai làm công tác nào thì người đó được tiếp cận. Nay bệnh viện can thiệp vào công tác quản lý số liệu, tăng tính bảo mật, ủy quyền công bố thông tin cho ai thì nhắn tin để làm bằng chứng xác thực với lãnh đạo bệnh viện. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong các bản tin lần sau. Tiếp nối là những thông tin khác. Tối ngày 23 tháng 8, sự kiện thảm đỏ ra mắt phim Vô Diện Sát Nhân, dự án điện ảnh Việt có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng, được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Một sự cố đáng tiếc đã xảy ra khi nam anh ngã nhào trên thảm đỏ do bị hù dọa bất ngờ. Khi các nghệ sĩ đang tạo dáng trước ống kính phóng viên, bất ngờ bị một nhân vật mặc đồ đen bịt kín người lao đến hù dọa, nam anh giật mình và ngã xuống đất. Sau sự việc, cô cười gượng và bình tĩnh đứng dậy để tiếp tục sự kiện. Về ekip Vô Diện Sát Nhân chia sẻ với Dinh Niu cho biết đã chính thức xin lỗi chị gái nam em và sẽ rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, ekip làm phim vẫn vấp phải không ít chỉ trích vì kém duyên. Khán giả cho rằng việc làm này không cần thiết và đã gây ảnh hưởng không tốt cho khách mời. Lệ Nam là người đẹp được chú ý tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Trong đêm chung kết, cô giành 2 giải phụ, gồm gương mặt đẹp nhất và đại sứ cộng đồng trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chuyển sang những thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, vụ tai nạn xe hơi của Lâm Chí Dĩnh cách đây hơn một tháng khiến dư luận xôn xao, nhiều người hâm mộ lo lắng theo sát diễn biến điều trị của tài tử tại bệnh viện. Tới hôm nay ngày 24 tháng 8, trải qua 3 ca phẫu thuật, sức khỏe Lâm Chí Dĩnh được đánh giá tiến triển tốt và được xuất viện. ET Today dẫn tuyên bố của ông Trần Kiến Tông, giám đốc bệnh viện Trường Canh Đài Loan nơi điều trị cho Lâm Chí Dĩnh. Tuy xuất viện về nhà, Lâm Chí Dĩnh vẫn được giám sát bởi các chuyên viên y tế. Theo phía bệnh viện, thời điểm giờ bệnh viện, ngôi sao Thiên Long Bát Bộ có sức khỏe tốt, không gặp bất kỳ trở ngại hậu chấn thương nào. Liên quan đến thông tin tình trạng Lâm Chí Dĩnh kém lạc quan sau phẫu thuật tái tạo gương mặt, Trần Kiến Tông bác bỏ. Ông cho biết nam diễn viên có thể ăn uống bình thường, không cần đặt ống qua mũi.
Lâm Chí Dĩnh và con trai Jensen gặp tai nạn giao thông tại thành phố Đào Viên ngày 22 tháng 7. Nam diễn viên bị vỡ xương mặt, gãy xương bả vai và chấn thương sọ não nhẹ. Cảnh sát tạm thời chưa lấy lời khai vì sức khỏe Lâm Chí Dĩnh không đảm bảo. Sau tai nạn, Lâm Chí Dĩnh trải qua 3 ca phẫu thuật lớn, gồm nối xương bả vai, xương tay, ức và xương mặt.